Xin chào tất cả anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 3 top càng của Facebook có ký hiệu là Lisa nha tất cả các bạn. Lisa. Rồi để tham gia dán các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản nha. Top càng này hiện tại thì nó đã list trên của Minecraft mà nó chưa có list sàn nào người ta các bạn. Các bạn bấm nhấn nút sign up nè. Top càng này thì đăng ký thì rất là dễ dàng. Đầu tiên các bạn điền username là tên của mình nè. Top càng này chưa list sàn nào nên tất cả các bạn, nó chỉ có mặt trên CoinMarketCap thôi. Hiện tại thì giá nó không chấm một đô cho một top càng đó, nhưng mà sau này thì sau khi list sàn thì mình không biết nha các bạn. Rồi các bạn nhấp password cho xác nhận password các bạn. Rồi bạn chấp nhận tài khoản nè, rồi bấm vào sign up nè. Thì top càng của Facebook thì rất là giá trị nha các bạn. Sau khi sau này có khi list sàn các bạn được có thấy được 1-2 trăm đô không chừng nữa, có thể 1-2 đô cũng không chừng nữa các bạn, mình không có nói trước được các bạn. Rồi sau khi các bạn đăng ký xong nó ra như gì là các bạn chưa có nhận được top càng đó nha các bạn. Các bạn phải nhấp email, địa chỉ email mình vào chỗ này nè các bạn, chữ verify email nè, phải không các bạn. Rồi bước này để các bạn nhận được 3 top càng Solana nè các bạn. Các bạn nhấp vào hình này nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục verify mail nè. Rồi các bạn điền địa chỉ email mình vào nha các bạn. Chọn verify mail các bạn mới nhận được. Trời ơi. Anh Nhân Quỳnh. Cái máy này sao kỹ ta, dính kỹ ta. Anh Văn Quỳnh năm 1991. Rồi các bạn bấm nút submit nha các bạn. Vừa la gửi cho mình một cái mail, các bạn vào mail confirm mail các bạn. Các bạn lục mail spam có thì mail chứ, hoặc thư mail chính các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút confirm nè. Bạn cầm phim mail này là các bạn nhận được 3 token nè. Các bạn cố gắng bỏ 1-2 phút gì đó, các bạn đăng ký một cái tài khoản đi nha. Sau này có thông tin cái sàn nào mình sẽ làm cái video cập nhật cho tất cả các bạn. Nha các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ nhận được 3 token Lisa của Facebook nha tất cả các bạn. Đây thì các bạn copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Còn đây thì mai nó chậm, cứ quay vòng vòng kỹ ta. Đây thì các bạn làm có thể làm nhiệm vụ để nhận thêm tất cả nha các bạn, bằng việc order nè. Mười d mười ngày không phải các bạn, các bạn chờ bạn chút nha. Nên nha các bạn có thể claim để nhận thêm tôi cần nha các bạn. Còn đây thì để bấm nút send có giá trị của nó nè các bạn. Send nè. Bạn cho mày bấm rồi thông cảm các bạn bấm vào là sẽ hiện lên 3 đô các bạn. Ở đây các bạn có thể bấm vào đây claim để nhận bội thiệp nè. Cái máy đứng máy kỹ trời hết pin, ui trời thứ này chết. Tao bấm không ăn ta. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Sau đây các bạn nhấp vào claim này được có thời gian các bạn. Đây thì mình không có thời gian các bạn vào đây mà claim kiếm tập cần thêm nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn việc lấy liên ghép mình chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm
tôi cần tất cả các bạn. Khi nào tôi cần lấy sàn hoặc cho rút về, mình sẽ làm một cái video hướng dẫn những cập nhật tiếp theo cho tất cả các bạn. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn. Máy mình sắp hết pin nên nó chậm quá các bạn ơi. Diện trời.